ta tôi nghe cái sắt rồi đúng không? Sắt thì nó như kiểu là B9 B12 này, nó hỗ trợ tạo máu tạo hồng cầu đúng không cả nhà. Bản chất sắt là nguyên liệu tạo lên hồng cầu, mà nó là thành phần của máu được không? Hemoglobin. Anh chị có thể dùng cái SpO2 là đo oxy máu hòa tan cả nhà nha. Anh chị có thể kiểm tra được cái này. Vậy thành phần sắt thì nó là thành phần cấu tạo lên hồng cầu, là yếu tố tạo nên máu cả nhà nha. Thành phần cấu tạo lên cơ đúng không? Nhân giữ và nhả oxy. Hemoglobin này này để đưa oxy, để giữ oxy, để nhả oxy ra. Vậy tại sao Thành bảo mọi người phải mua cái máy đo SpO2 là đo lượng oxy được vận chuyển bởi hồng cầu. Hồng cầu bởi hemoglobin. Hemoglobin được tạo ra bởi sắt đấy. Cái máy này nó có 400 ngàn thôi. Tốt nhất được oxy trong máu chúng ta có trong hồng cầu là phải 98% hoặc là 97%. Dưới 97 là ta bị thiếu rồi. Và nó sẽ giúp ta chuyển hóa năng lượng ở bên trong tế bào nha. Nó chuyển hóa năng lượng bên trong tế bào của chúng ta nha. Và nó đốt cháy năng lượng sử dụng từ đạm đường béo hiệu quả hơn. Đó chính là vai trò của sắt. Nhưng ta nhớ dùng thành cá nhân này. Có hai loại sắt là sắt hem hấp thụ được khoảng tầm 25% trong thực phẩm, và sắt không hem cơ thể chúng ta chỉ hấp thụ được 10% thôi. Sắt hem là sắt có hemoglobin này, và sắt đó là sắt ở động vật, và sắt ở thực vật người ta gọi là sắt không hem. Và rau muống rất nhiều sắt, các loại rau cải, các loại hạt rất nhiều sắt, đó là sắt không hem. Vậy cái lượng vitamin A, cái lượng vitamin gì B12 chúng ta thấy được không ạ? Từ động vật, từ gan, gan là nơi dự trữ rất nhiều vitamin và khoáng. Vậy để đủ sắt chúng ta chỉ cần ăn đủ gì mấy miếng gan, chúng ta vừa đủ vitamin và ta đủ vừa đủ khoáng. Đấy chứ cả nhà, nhất là anh sắt. Và ta nhớ đây này, cái lượng, cái giá trị sinh học chính là cái khả năng hấp thụ vào cơ thể. Nó phụ thuộc vào nguồn sắt. Thì bao giờ sắt từ động vật cơ thể chúng ta cũng hấp thụ và sử dụng được hiệu quả hơn. Và cái số 2 chúng ta đã nhớ rồi, đó chính là vitamin C sẽ hỗ trợ hấp thụ sắt. Vậy tại sao mà mình ăn rau muống mình phải vắt cái miếng chanh vào, mình ăn các loại rau khác mình phải gấp chanh vào? Đầu tiên chanh nó sẽ giúp ta ngon miệng. Nhưng tác dụng số 2 của chanh là nó sẽ gì? Ức chế sự hoạt động của những con vi khuẩn và những con sán. Nó sẽ hoạt động yếu đi tầm 23% nhưng mà không tiêu diệt hết đâu. Nhưng mà quan trọng nhất là nó sẽ hỗ trợ hấp thụ sắt không hem trong thực phẩm. Nên hầu như những người ăn chay đều bị thiếu sắt nếu người ta không ăn đa dạng, ăn đủ liều và không, trong quá trình đó không có đủ C để hấp thụ được sắt. Bao nhiêu chị hiểu như này rồi đến chứ? Ok. Nên chúng ta không có cổ suý cho những người ăn chay, mà phải bảo họ biết cách để bổ sung cái này, phải thêm cái này. Nguy cơ thiếu đạm, các loại axit amin, nguy cơ thiếu sắt, nguy cơ thiếu B12, nguy cơ thiếu vitamin A, đúng không ạ? Với những người ăn chay, mình không bảo họ ăn thịt thì mình biết cách bổ sung và cái này kết hợp với cái gì. Ví dụ ăn rau muống, anh chị bắt cho em biết chanh, đúng không cả nhà? Rồi. Vậy cơ thể sẽ bị, chúng ta chú ý như sau nha. Cơ thể tại sao lại thiếu hụt sắt và mất sắt như thế nào? Một phần nhỏ khi chúng ta bị thoát mồ hôi, được không? Chúng ta đi tiểu, và nhất là những người phụ nữ đến thời kỳ kinh nguyệt thì chúng ta hay bị mất sắt. Nhớ nha, chúng ta tập thể dục nhiều thì các chất điện giải cho nó có sắt sẽ đi ra ngoài. Chúng ta đi tiểu, chúng ta đi trong trình chuyển hóa mật nó cũng đi ra ngoài. Và nhất là phụ nữ đến thời kỳ kinh nguyệt cũng mất sắt. Ngoài ra khi chúng ta thay lớp tế bào da này, da chúng ta hàng ngày chúng ta bị bong tróc này này, đúng không ạ? Vì nó tạo ra hồng cầu để tạo ra tế bào mới mà. Rồi lớp gì ạ? Lớp màng nhầy của nhu động ruột, đường tiêu hóa đó nha. Nên những ông nào mà uống rượu, những ông nào mà hay bị táo bón, những nào uống ít nước thì cái lớp 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 hoặc là những ông nào mà vi khuẩn có hại nhiều cả nhà nha, thì rất dễ bị thiếu sắt. Lượng sắt mất ở gì ạ? Ở người người trung bình nha. Ở người nam là khoảng tầm 1 mg trên một ngày. Còn ở nữ thì mất nhiều hơn. Trung bình một ngày chúng ta mất nha, tự nó mất nữa cả nhà nha, là 1,5 đến 2 mg.
Và những người ở khi bị nhiễm ký sinh trùng như là giun đũa giun móc, vậy để như thế này chúng ta kiểm tra, chúng ta đi lấy máu ở chúng ta đi xét nghiệm máu này, hoặc là chúng ta đi lấy phân này, thì chúng ta biết được trong cơ thể chúng ta nhiễm sán chó hay là nhiễm các loại sán hay không, thì chắc chắn nó chúng ta sẽ bị mất 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 sắt. Và ngoài ra chúng ta có thể soi bằng cái máy máy soi máu đó cả nhà nha, thì chúng ta mà nhiều cái con giun sán như thành những cái video đưa video nha, chúng ta dễ bị thiếu sắt. Ngoài ra khi chúng ta kiểm tra cái máy lượng tử đó cả nhà nha, chúng ta nhiều chì, nhiều độc tố arsen cadmium đấy chưa cả nhà, nó cũng gì, nó cũng làm chúng ta hấp thụ sắt kém. Vậy nhiều kém quá, nhiều canxi quá thì nó cũng tranh hấp thụ sắt, đấy không? Vậy cái lượng dư canxi một ngày quá nhiều thì vừa làm ngăn hấp thụ magie, vừa là ngăn hấp thụ sắt, đúng không ạ? Ngoài ra để tốt hơn thì ta phải có bổ sung thêm vitamin C, đấy chưa cả nhà, rồi những amino acid để ta tăng cường lên, để ta bổ sung sắt thêm cho những người thiếu sắt, ok chưa cả nhà? Lên để kê dinh dưỡng cho một người nha, mà không ngồi với mình được 15 phút, không điều tra dinh dưỡng thì thua. Mà khách hàng không có phối hợp, người ta ăn uống như thế nào, người ta uống thực phẩm chức năng nào là mình thua. Ok chưa cả nhà? Rồi, đến đây cả nhà nắm rõ rồi, cả nhà nhấn chữ ok, để ta sẽ đi tiếp, ta sẽ đi nhanh thôi. Vậy là nguyên nhân thiếu bóc sắt người ta đã nói rồi. Vậy với những người ăn chay, dễ thiếu sắt, rối loạn tiêu hóa, thực phẩm hấp thụ sắt như vừa Hành nói rồi, vậy là nhu cầu cao sắt của cơ thể ở cái giai đoạn đặc biệt là trẻ em và thời kỳ tăng trưởng nha, giai đoạn tầm 11, 12, 13, 14 tuổi và những phụ nữ mang thai thì nhu cầu sắt tăng từ 10 đến 30% so với cái mức bình thường. Ngoài ra, những người nhiễm ký sinh trùng, những người xuất huyết tiêu hóa, những người mà màng ruột bị phẫu thuật, hoặc là nhớ này, thừa sắt cũng gây ra đau bụng, thậm chí gây ra suy tim, gây ra đau khớp, được chưa cả nhà? Thừa sắt nhé, sắt là hỗ trợ tạo hồng cầu, nhưng thừa nhiều quá thì chúng ta lại làm rối loạn trong quá trình tạo máu, được chưa cả nhà? Lên cái gì cũng cần đủ thôi, không cần nhiều quá, cả nhà chú ý cho thành điều này. Và những thực phẩm giàu sắt là yến mạch nè, đúng không ạ, gan nè, thịt nè, tôm này, húng tây này, gạo nguyên hạt này, trong cái gạo nứt đó cả nhà nha, ngũ cốc này, cải cầu vồng này, đậu phộng này, nấm này, dâu này, quy quy này, tôm này, xúc xích này, cá ngừ này, và nhất là trong gan cả nhà nha, lượng sắt rất là dồi dào, và đó là sắt hem, cơ thể hấp thụ nhiều hơn là sắt không hem. Và sắt không hem thì mình phải cho thêm tăng cường vitamin C lên. Rồi, chúng ta nắm rõ xong sắt, chúng ta nhấn chữ ok để chúng ta sang vitamin khoáng tiếp theo, là chúng ta sang anh kém. Chúng ta học nhanh cả nhà nha, chúng ta không có thời gian. Rồi, giờ những vitamin còn lại, khoáng còn lại là Thành sẽ nói nhanh cả nhà nha. Cả nhà sẽ đọc tài liệu thêm, hoặc là cả nhà có thể xem lại video. Rồi, kém cũng không có thua nha cả nhà nha. Vậy vai trò của kém là hỗ trợ khoảng tầm 100 loại enzyme khác nhau để nó hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng, được chưa cả nhà? Nên là thiếu kém thì các enzyme hoạt động không bao giờ hiệu quả được. Nên tại sao mình lờ đờ và các phản xạ của mình nó sẽ không có hiệu quả, cái phản ứng của mình hoạt động không có tốt. Ngoài ra nó sẽ hỗ trợ tổng hợp protein, được chưa cả nhà? Tổng hợp protein. Ngoài ra hỗ trợ miễn dịch, được chưa cả nhà? Hỗ trợ miễn dịch. Nên là những người mà thiếu sắt thì hoạt động không bao giờ hiệu quả. Ngoài ra nhớ này này, tế bào nào cũng cần kém, nhớ nha, tất cả xác định là tế bào nào cũng cần kém, đấy chưa cả nhà, nhất là xương và cơ. Ngoài ra tương tự như magie thì trước hoạt động chuyển hóa và các hoạt động liên quan đến insulin, liên quan đến tuyến tụy, hỗ trợ tiểu đường tiếp 2 đều có cần sự hoạt động của kém, để chưa cả nhà. Và kém còn hỗ trợ hấp thu và chuyển vitamin A, làm lành vết thương tốt hơn. Ngoài ra kém sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh tinh và lộ tiết sinh dục. Nên tại sao các bà hay mua hàu cho ông ăn cả nhà nha? Vì kém nó vừa hỗ trợ vấn đề về phát triển cơ này, rồi mụn này, rồi tinh hoàn này, được chưa, tăng cường sinh lý nam này, rồi làm lành vết thương này, được chưa cả nhà, rồi
kẽm cũng chống lại gốc tự do rất là tốt, đó chính là trung hòa gốc tự do. Ok chưa nha? Thì đó chính là tác dụng của kẽm. Nó nhiều tác dụng lắm, nên chúng ta nhớ là enzyme hoạt động được hiệu quả hay không, đạm chuyển hóa tốt được hay không. Vậy là mình chủ yếu tập trung vào đạm, đường béo thôi, mình bỏ qua nhóm vitamin và khoáng là không ok cả nhà nha. Ngoài ra chuyển hóa để hỗ trợ enzyme tạo ra hỗ trợ gan để tạo ra enzyme để chuyển hóa ethanol, là chuyển hóa cồn đó cả nhà nha, chuyển hóa rượu bia đó nha. Thì để enzyme đó và gan làm hoạt động hiệu quả thì bắt buộc phải có kẽm. Vậy những người mà bổ sung đủ kẽm với người nam giới nha, thì cái tiểu lượng bắt đầu hoạt động hiệu quả cao hơn những người bình thường. Rồi, và chúng ta chú ý này này, giá trị sinh học của kẽm hay cao hay thấp đều liên quan đến nguồn thực phẩm mà từ động vật hay thực vật nha. Chứ không có phải là giá trị sinh học có cái là gì, là giá trị sử dụng được của cái sản phẩm đó, cái khoáng đó khi vào cơ thể mình hấp thụ nhiều hay không. Vậy là những người nào có nguy cơ bị thiếu kẽm đây? Đầu tiên là nghiện rượu, thì nghiện rượu thì hầu như cái nào cũng thiếu, nhưng mà ưu tiên là kẽm. Những người bệnh ung thư, những người bệnh celiac, những người bệnh tiêu chảy, những người bị viêm đại tràng, những người bị bệnh thận, những người bị bệnh gan, những người bệnh khôn, đúng không? Những người bệnh tiểu đường, những người liên quan đến bệnh tụy, bệnh hồng cầu hình liềm và những người liên quan đến ăn chay thì hay có cái nguy cơ thiếu kẽm hơn những người bình thường. Được chưa các nhà? Thì hay bị thiếu kẽm hơn những người bình thường. Thì đó là những người hay bị thiếu kẽm. Vậy khi nào thì thiếu kẽm? Dấu hiệu gì để mình biết đây? Đầu tiên, thiếu cân, năng lượng sinh ra thấp, hoạt động không hiệu quả, giảm cảm giác của hương vị, được không? Lưỡi và mũi hoạt động không hiệu quả, hoặc là mình cảm giác là mình ăn không có ngon nữa cả nhà nha. Tóc mỏng, rụng, vàng sơ, da khô, đốm trắng trên ngón tay, hay mọc mụn trứng cá nha. Rồi rối loạn cảm giác ăn không có ngon, hay bị dị ứng thức ăn. Rồi nhạy cảm với nhiễm trùng, đó, hơi tí là nhiễm trùng, vết thương chậm lành, rồi trí nhớ giảm, đúng không? Hay tăng động tự kỷ, rồi hay bị bực tức, rồi giảm sinh lý, lụt, giảm khả năng ham muốn tình dục, rồi tiền sản giật trong quá trình thai kỳ và dễ bị trầm cảm sau sinh, rồi vấn đề về lưỡi, khoang miệng, nhiệt miệng, viêm lưỡi, vấn đề về mắt cũng kém hơn vì nó hỗ trợ tạo vitamin A mà, để chuyển hóa vitamin A. Cận thị này, bong bóng mạc, thoái hóa điểm vàng, rồi thừa kém thì buồn nôn, tiêu chảy. Thừa kém thì nó sẽ ngăn hấp thụ đồng cả nhà nha. Thì thừa kém chúng ta dễ bị gì? Thiếu đồng. Và thừa kém nhiều quá cũng dễ gây ra ngộ độc gan, chúng ta thấy không? Nên là thừa hay thiếu đều không có tốt cho quá trình cơ thể của chúng ta làm việc. Vậy đó là về kém. Vậy những thực phẩm nào nhiều kém? Đầu tiên đứng tên đầu tiên là hàu, sò, đậu lành, vừng, tôm, cua, hải sản, thịt bò, lạc. Và trong cái viên C 1000mg thành uống cả nhà nha, có 10mg kém, đúng không ạ? Là thành đủ lượng kém rồi cả nhà nha. Vì mấy này là mình đang hơi mệt á, mình làm việc hơi nhiều rồi nha, hôm nay đi bơi hơi lạnh á. Rồi chúng ta sang cái sản phẩm khoáng tiếp theo, đó chính là kali cả nhà nha. Chúng ta sẽ học lốt cái anh kali. Vậy vai trò của kali chứ không phải là vitamin K cả nhà nha. 80% kali được tìm thấy trong các tế bào cơ, 20% còn lại được tìm trong xương, gan và tế bào hồng cầu, đúng không ạ? Gan, xương và tế bào hồng cầu. Kali giúp cân bằng huyết áp, kali giúp ổn định đường huyết, kali giúp ngăn ngừa loãng xương, kali giúp phòng bệnh tim mạch, và thừa kali nguy cơ gây ra hại thận rất cao. Được chưa các nhà? Nguy cơ gây ra hại thận rất cao. Đó, đây là kali. Rồi, những cái này ta học nhanh hơn nha, vì ta ít khi nói tới nó. Rồi, tiếp theo ta học về phốt pho. Vai trò của phốt pho thì 7 đến 80% phốt pho có trong cơ thể
kết hợp với canxi để hình thành xương và răng. Được chưa nhỉ? 10% có trong cơ bắp và 1% ở mô và thần kinh. Đúng không ạ? Vậy là hầu như phốt pho ở trong xương là nhiều, 10% ở cơ bắp thôi và 1% ở trong các mô thần kinh. Vậy là vai trò của phốt pho là tổng hợp lên chất đạm, chất đường, chất béo. Được chưa các nhà? Và phốt pho chính là cái thành phần chứ trước đã chú hỏi là gì ạ? Là một loại chất béo, đúng không ạ? Là phốt pho lipid đó cả nhà nha. Thì nó là một cái màng của tế bào và nó sẽ hỗ trợ tổng hợp nên DNA, RNA và trong quá trình sản sinh năng lượng dưới dạng ATP, hỗ trợ co cơ, điều hòa nhịp tim, dẫn truyền thần kinh, tạo xương, duy trì lượng cân bằng axit và bazơ trong cơ thể của chúng ta. Nhớ nha. Vậy nếu chúng ta đang bị nhiễm axit hoặc là cơ thể chúng ta đang bị kiềm toan thì mình thử kiểm tra lượng phốt pho trong mình nhiều hay ít. Và những thực phẩm giàu phốt pho như là đậu, hà lan, ngũ cốc, sản phẩm từ sữa, thịt bò, thịt gà và cá. Ok chưa cả nhà? Rồi. Nếu mà thừa phốt pho nhiều quá thì gây ra chuột rút, gây ra lõng động canxi, gây ra phát ban và gia tăng nguy cơ cường giang. Vì nó sẽ hỗ trợ cạnh tranh với canxi và một vài những cái hormone do tuyến gì ạ? Tuyến yên tiết ra. Ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề về vấn đề tuyến giáp nha. Cả nhà không phải ghi đâu, thành sẽ nói nhanh để cả nhà hình dung qua thôi. Rồi một cái sản phẩm tiếp theo là natri, muối cho cả nhà nha. Và chúng ta hay gọi là sodium. Thì theo WHO của chúng ta là chúng ta ăn khoảng tầm 1.000 đến 1.500mg thôi. Nhưng mà hầu như bây giờ là trong thực phẩm chúng ta đã rất là nhiều natri rồi. Mà khi mà chúng ta ăn mặn quá cả nhà nha, chúng ta hay bị thừa. Vậy là natri có vai trò rất là quan trọng trong, nó là một cái chất điện giải không thể thiếu được để nó cân bằng cái chất lỏng, nó giữ được nước cho chúng ta nha. Nên là thiếu natri chúng ta dễ bị mất nước cả nhà nha. Nên trong chúng ta tập thể dục quá nha, chúng ta hay bổ sung những cái chất điện giải đó, trong đó rất là giàu natri và kali. Ở natri nó sẽ kết hợp với các ion khác, các loại khoáng khác để cũng như tương tự như phốt pho để nó tạo ra cái sự cân bằng trong cái môi trường axit và kiềm trong cơ thể. Thì cái độ pH trong máu của chúng ta nó dao động từ 7.34 đến 7.45. Nếu mà lượng axit của chúng ta cao quá là mang tính axit nó cũng có gây được bệnh nha. Dưới 7.0 thì nguy cơ u và ung thư rất là cao. Nhưng mà trên 7.5 cũng gây ra tình trạng kiềm toàn máu, cũng gây ra bệnh. Và nó sẽ hỗ trợ quá trình hoạt động của thận. Nên là thừa và thiếu natri đều gây ra những bệnh sỏi thận và chức năng lọc thận đều có vấn đề. Và nó sẽ hỗ trợ dây thần kinh và các hoạt động cơ. Đầu óc chúng ta minh mẫn hơn, tỉnh táo hơn, hạn chế chứng co cơ chuột rút và duy trì huyết áp. Được chưa cả nhà? Muối là nguồn cung cấp natri nhiều nhất. Trong 100g muối có khoảng tầm 400mg natri. Được chưa cả nhà? Và chúng ta ăn vừa thôi cả nhà nha. Chúng ta lên bổ sung một xíu thôi, cũng không có thừa. Thừa thì liên quan đến tim mạch. Được chưa cả nhà? Và trong những cái loại hải sản nha, thịt cá, trứng, sữa, sò thì rất giàu natri. Ok chưa cả nhà? Rồi Thành sẽ nói một cho chúng ta hai cái nước là đồng đi. Đồng của chúng ta hầu như hấp thụ ở phần trên của ruột non, đó chính là tã chảy. Và nó sẽ hấp thụ một phần đồng ở dạ dày nha. Vậy đồng nó hấp thụ ở đầu ruột non và dạ dày. Nên những người là bị cắt dạ dày thì ngoài thiếu B12 một vài loại vitamin thì hay bị thiếu đồng cả nhà nha. Cắt dạ dày đó cả nhà nha. Vậy vai trò của đồng là gì? Nó sẽ cấu tạo ra một cái loại enzyme Thành nói là cực kỳ đỉnh cao trong chống oxy hóa, đó chính là SOD. Enzyme superoxide dismutase nha, enzyme này chống oxy hóa cực kỳ mạnh. Đâm ra nó ngăn ngừa lão hóa, chống ung thư cực kỳ hay. Và nó có trong cái enzyme Thành đang uống bây giờ. Do đoạn này Thành đang detox nha, vì mấy bữa này mình ăn nhiều quá, đi nhậu nhiều quá. Đồng cũng là cái nguyên liệu giống như sắt mà cấu tạo cái hồng cầu, tăng cường chuyển hóa sắt và chất béo. Được chưa cả nhà? Ngoài ra nó cần thiết cho sự hoạt động của thần kinh, bảo vệ cơ tim, tăng cường hoạt động miễn dịch hiệu quả hơn, tham gia vào việc tạo xương răng giúp cho trẻ em có cái hệ răng xương khỏe mạnh hơn. Nó có nhiều trong khoai tây, tôm, cua, lúa, mạch. Và thừa đồng nó sẽ gây ra cái bệnh di truyền là bệnh Wilson, tổn thương não, xơ gan. Và biểu hiện đó thì có một vài anh chị mà bị tóc bạc cả nhà nha. Chúng ta có thể là thiếu đồng. Ok chưa nhỉ? Thì chúng ta thấy không ạ? Đồng nó rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng.
Và cách cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay là chúng ta tìm hiểu về selen. Đấy coi nha. Selen ít được nhắc tới nhưng nó là thành phần cấu tạo nên hơn 20 selen protein. Đấy không ạ? 20 loại protein luôn cả nhà nha. Nó sẽ là thành phần cấu tạo lên ADL của chúng ta luôn, cấu tạo lên hormone và enzyme của chúng ta luôn. Nó sẽ hỗ trợ chuyển hóa hormone tuyến giáp và hormone sinh sản, estrogen cũng như là testosterone. Ngoài ra nó tổng hợp lên một loại enzyme cực kỳ hay, đồng thì tạo ra SOD, superoxide dismutase. Còn thằng này nó sẽ tạo ra enzyme glutathione nha. Trong cái coenzyme chúng ta kiểm tra đó nha, nó có cái glutathione nữa cả nhà nha, peroxide GPX nha, và tyrosine reductase. Nó là những cái enzyme chống oxy hóa cực kỳ tốt. Nên nếu chúng ta chỉ cần bổ sung đủ khoáng thôi, chúng ta đã có đủ enzyme, đủ hormone cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh rồi. Ngoài ra nó cũng hỗ trợ tăng cường miễn dịch, bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi tác nhân, hỗ trợ miễn dịch cực kỳ hay. Ngoài ra thừa thì tác dụng hơi thở hôi, suy tim và ung thư da. Nha, đừng thừa selen. Thừa selen gây ra ung thư da. Được chưa cả nhà? Và cái cuối cùng ngày hôm nay còn một cái nữa là iốt. Được chưa cả nhà? Thì chúng ta đã biết được là iốt thì trước đây chúng ta bị thiếu nhiều, đâm ra chúng ta gây ra cái tình trạng là bướu cổ. Được chưa cả nhà? Thì một ngày chúng ta cần từ 150 đến 200 microgram thôi. Không phải muối nào cũng có iốt đâu, mà nó cũng rất là giàu trong thực phẩm như là phô mai, trứng, nươn, hải sản, sữa bột, cả nhà nha, táo biển rất là giàu, và bột bắp cải nha. Vậy là iốt thì đầu tiên nó sẽ giúp chuyển hóa sự phát triển của hormone thần kinh trung ương của chúng ta, phát triển hệ sinh dục, tim mạch, tiêu hóa, da, lông, tóc móng, và cân bằng và duy trì năng lượng chúng ta luôn. Nên không thể thiếu khoáng được. Thiếu iốt ở phụ nữ mang thai dễ gây ra sảy thai, chết thai lưu hoặc là sinh non. Và thiếu iốt nặng nữa trong quá trình mang thai sẽ trẻ con sẽ có tình trạng là đần độn hơn, tư duy chậm phát triển, câm điếc và dị tật bẩm sinh, mà chúng ta thấy rất là nguy hiểm. Và nếu mà khi bắt đầu phát triển rồi thì nó trẻ em sẽ bị chậm hơn và nói ngọng, thậm chí là nghênh ngáng. Ngoài ra ở người trưởng thành mà thiếu iốt thì bướu cổ, đấy chưa cả nhà, thiểu năng tuyến giáp, ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động cấu trúc của cơ thể, mệt mỏi và giảm khả năng hoạt động. Còn thừa cái iốt thì sao? Đau bụng, sổ mũi, đau đầu, miệng có vị kim loại, tiêu chảy, thiếu thì gây ra suy giáp. Được chưa cả nhà? Ok, đó là vai trò iốt. Vậy tổng kết theo Bộ Y tế, tài liệu của Viện Dinh dưỡng, chúng ta nhìn này, lượng selen một ngày của người trưởng thành không được quá 26 microgram. Được chưa? Lượng phốt pho của người trưởng thành không được quá 700 mg một ngày. Được chưa cả nhà? Lượng magie không được quá 200 một ngày. Lượng canxi không được quá 1000 mg một ngày. Đó. Vậy là ngày mai chúng ta đã tổng kết với mọi người, chúng ta đã xong cái khoáng chất